Chào khán giả kênh Luật Sư Thiền. Chào Luật Sư Thiền. Hôm nay tôi muốn cho mọi người biết là tôi đang ở đâu nha. Hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc xe VinFast và chở tôi đi một chuyến dài. Sẵn dịp đây tôi muốn hỏi anh tài xế đang lái taxi cho xe VinFast, anh có thể trả lời cho khán giả kênh Luật Sư Thiền biết về ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng mà. Dạ, ông Phạm Nhật Vượng. Là theo anh nghĩ ông Phạm Nhật Vượng như thế nào em? Dạ, theo em nghĩ thì ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup á, là một doanh nhân rất là thành đạt, đúng không? Thành đạt, có tấm lòng từ thiện đối với người dân Việt Nam. Và dạ, và giúp rất nhiều người Việt Nam có công ăn việc làm, đúng không? Rất nhiều người Việt Nam có công ăn việc làm, rồi những hộ nghèo được ông cũng làm từ thiện rất là nhiều. Mà cái từ thiện của ông Vượng đó là ông không có đưa lên báo chí giống như là một số người làm, ít mà đưa lên nhiều. Của ông làm một năm từ thiện thậm chí là hàng nghìn tỷ mà cũng ít khi ông đưa nào lên báo chí lắm. Dạ. Có rất là nhiều người ở cái khu vực Nha Trang được ông Vượng mua bảo hiểm y tế miễn phí 100% đi vào trong bệnh viện ạ, mà mấy năm liền luôn. Hôm trước như cái chú xe thổ chú mới khoe em cũng mới biết. Ok, cảm ơn anh. Đó, đây là người thật việc thật nha. Chứ còn những cái thằng mà cái kênh cào cào, mà kênh mà cái kênh mà những cái kênh mà lừa đảo tù tội á, và bán bằng giả đồ á, và trốn qua bên Canada, đừng có bao giờ mà lên nói tầm bậy tầm bạ nha. Mày về Việt Nam, về Việt Nam đi rồi mày sẽ biết. Tôi đã từng về Việt Nam 3 tháng trước. Tôi ở 2 tuần, ở chưa đã. Tôi bắt đầu tôi về đây chơi tiếp. Tôi mới nói cho mọi người tôi được các bác mời về chơi ăn thoải mái, ăn ngập mồm. Còn tụi mày chỉ lên là chỉ xạo láo rồi để gì? Để ăn tiền YouTube. Bây giờ YouTube tao trả tiền tụi mày đâu? Câu view, câu like hả? Bây giờ không ai trả tiền tụi mày hết á. Bây giờ tự mà lo đi làm đi. Thì bây giờ phải đi bán củ sâm. Mà sâm gì? Sâm công nghiệp. Thời điểm này giờ làm gì có sâm hông giả. Bây giờ sâm công nghiệp bây giờ nó xay vô, nó bỏ làm gì? Nó bỏ thuốc bổ vô. Thuốc bổ vitamin A, vitamin B, vitamin C rồi nó kè lên. Chứ thôi còn gì mà có sâm hông giả nữa. Đó, bây giờ mày chỉ chỗ nào xăm công nghiệp, tụi mày chỉ cho tao đi. Chỉ xăm hoang dã, tụi mày chỉ cho tao chỗ nào xăm hoang dã đi. Yến mới là hoang dã nè. Đó, yến người ta thả bay trên trời tự động, đó là yến mới là hoang dã. Chứ còn mà nói thật đó, tụi mày xăm bây giờ là xăm công nghiệp. Mà xăm công nghiệp bây giờ nên mua xăm Mỹ uống tốt hơn. Tại vì ở Mỹ mà uống xăm của Mỹ á, mà có chuyện gì á thì mình lôi cái công ty Mỹ ra mà nói chuyện. Mà uống xăm của đại hàng á, bây giờ lôi ai mà uống đâu có bảo chứng mẹ gì đâu. Nó uống đâu có bảo chứng gì đâu mà đi quảng cáo rồi lắm mày có chuyện gì. Có một cái thằng đi bán xăm mà đang thiếu nợ thằng Vương Phạm tới 350 đô, mà còn chưa nữa, còn thêm nữa. Bây giờ mình nghĩ bà con uống, lỡ mày uống vô cái gì sao uống lùm nó, thằng này là chùm giả rồi, lỡ mày nó giả ăn cái là cho như xong. Đó là tôi muốn gửi cho khán giả kênh Luật Sư Thiên và Luật Sư Thiên biết về sự thật.